Cảm ơn bạn đã dành thời gian để trò chuyện với chúng tôi trên sóng truyền hình về một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng đó là một câu chuyện để chia sẻ thì không phải là dễ dàng một chút nào, đúng không ạ? Tôi muốn mọi người biết là chuyện gì đã xảy ra cho bạn. Câu chuyện của mình thì xảy ra cách đây đã 7 năm rồi. Đó là khoảng thời gian mà mình bắt đầu đi thực tập. Khi đó mình là một cô sinh viên năm cuối. Mình được phân về một tòa soạn. Khi đó thì với đam mê về báo chí của mình, mình đến tòa soạn với tâm thế là mình được học và được làm. Thì sếp của mình khi đó cũng là một người rất là trẻ. Anh là người rất là năng động và tài năng. Thời gian đấy mình rất là ngưỡng mộ anh. Mình được là anh cho đi cùng và được thực hiện các tác phẩm cùng anh. Và thời gian đầu trôi qua thì mình nghĩ đó là không có một cái biểu hiện gì để mình nghĩ là những cái câu nói của anh, những cái câu nói vâng đùa thì mình nghĩ là rất là bình thường. Mình không nghĩ đó là một sự sàn sỡ hay là một cái hành động lạ tình nơi công sở. Sau đó thì cái biểu hiện của anh ta đối với bạn tăng theo mức độ. Ban đầu thì anh có đề nghị mình là đi chơi cùng anh sẽ làm cho em vui, hay là những câu nói rất là bông đùa. Và sau cái câu nói đấy thì anh lại thể hiện bằng những cái hành động như là anh vuốt tóc, rồi là anh quàng qua vai mình. Thậm chí còn có một số hành động nếu mà không, mình không muốn, mình không tiện chia sẻ ở đây, nhưng mà mình nghĩ đó là một số hành động thể hiện sự sàn sỡ. Bao giờ đặt vấn đề về chuyện đổi sắc? Mình nhớ có một lần khi mà cơ quan mình đi liên hoan, anh có đề nghị mình đến một nhà nghỉ, và anh ra một điều kiện với mình rằng nếu mình đáp ứng được cho anh thì mình sẽ có một vị trí công việc ổn định tại cơ quan, cũng như là mình có thể thăng tiến hơn trong công việc. Lúc đó thì mình thực sự là mình cảm thấy là mình bị sốc. Có phải là lúc đó cái hình ảnh của người lãnh đạo đã thay đổi hoàn toàn chưa? Anh ban đầu mình nhìn nhận anh là một người rất là đàng hoàng, rất là tốt với nhân viên. Tuy nhiên sau cái lần đó thì mình đã không dám nói chuyện với anh. Mình đã sợ và mình không dám tiếp tục để mà có thể tiếp tục cái công việc ở cái tòa soạn đấy nữa. Tôi thấy là trong nhiều những ý kiến trái chiều nhau trên mạng xã hội khi mà nói về vấn đề bị lạm dụng tình dục ở nơi công sở, thì người ta thường nói rằng là thế thì phụ nữ hoặc là cô gái đó nên phải có những cái biểu hiện gì đấy thì mới trở thành tầm ngắm, nào là cũng phải là đưa ra những cái sự lả lướt này hoặc là mời gọi thì cái đối tượng kia thì cũng mới bắt sóng. Bạn nghĩ sao về điều này? Khi đó bạn ứng xử như thế nào với người sếp của mình? Khi đó thì tôi đã chọn là từ bỏ cái công việc mà mình rất là yêu thích, từ bỏ niềm đam mê của mình. Đúng là mọi người sẽ có quyền đưa ra những cái giả thiết như thế. Tại sao người ta lại có thể đưa ra một cái lời đề nghị đối với mình như vậy, trong khi mình không có những biểu hiện? Nếu mà mình không thích người ta, mình không có biểu hiện cái thái độ tức là họ cũng biết là mình có quan tâm đến người ta, thì họ mới để thể hiện cái thái độ như thế. Nhưng mà riêng mình thì mình lại nghĩ như thế này. Nếu mà có tình cảm thật sự ấy, thì anh sẽ không đề nghị cái lời đề nghị mà mình cảm thấy nó quá lỗ mãng như vậy. Vậy trong là hồi đó thì bản thân bạn cũng không dám lên tiếng, lý do vì sao bạn sợ điều gì? Đúng là khi mà mình rơi vào cái hoàn cảnh như thế, mình đã không dám thể hiện cái quan điểm của mình. Mình không dám phản ứng lại với cái thái độ của người mà đã có cái hành động đối với mình. Mình nghĩ đó là lúc đấy là khi đấy là mình còn quá trẻ, mình chưa có trải nghiệm, chưa có chính kiến riêng, cũng như là mình cảm thấy là mình rất là sợ mang tiếng, mình sợ người khác nghĩ về mình là một con người không đứng đắn. Nếu mà mình để lộ cái chuyện đấy ra thì mình sẽ khó lấy chồng, cũng như là mình cảm giác là mình bị mất giá. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bạn trong chương trình và chúc bạn sẽ luôn tự tin vững vàng trong cuộc sống.